Ngày công cho tôi đứng lên ta
gaat nooit zo moe. De lamp om die heen ziet je vliegen zo. Wie tương lai quốc dân cùng sông pha khói đen, làm sao cho núi sông từ nay hướng tụ về, dù cho thành phơi trên phương xa thủ được lấy bầu đào nghe bao. Loài sông lúc kiếm tay cần giải nguyện, người công dân luôn vững bền tâm trí, hùng trang quyết chiến đấu làm cho con đất vang tiếng nơi Việt Nam cho đến muôn đất công sơ lời mong yên thành xuôi đất công sơ lời có làm cho tôi bớt hoạt động tăng ca về và mai rồng sinh dậy nhìn ngắm trong cơn lạc hồn. Chấm dứt phát tàu diễn nghĩ sau đây là một phút mặc niệm để tưởng nhớ và ghi ơn các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa đã vì quốc vong thân, các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh tức thời trong cuộc đại tù cộng sản trong rừng sâu núi thẳm hay trên đại lương bao gia vì hai chữ tự do. Đặc biệt tưởng nhớ và thương tiếc đến cụ tổng đại chủ tại gia đình đến cụ trung tướng Phan Hoài Hiệp, đến cụ thiếu tá Phạm Như Đà Lạt, đến cụ đại úy Nguyễn Khắc Hoàng và đến cụ Nguyễn Văn Tiền vừa bỏ chúng ta mà đi trong hơn một tháng vừa qua. Phút mặc niệm bắt đầu. Nghiêm chọc tay cao. Chúng
tôi từ hai ngàn không tiến của đoàn quân đội sau đây. Các anh hùng thuộc quân chủng hải quân, quý vị phải đứng dậy. Các anh hùng thuộc quân chủng không quân, gia đình thì cũng được chiến yên tâm. Dạ quý vị vỗ tay cho tôi. Gia đình 81 biệt kích lực lượng đặc biệt WAFA, Vietnamese American Armed Forces Association, khóa 25 đường Võ Bì Đà Lạt, câu lạc bộ lính Liêm Tân. Kính thưa quý vị, hai MC của gia đình Bến Thủ, Nguyễn Ngọc Khoan và Nguyễn Khoan không có xin tiền yểm trợ và chỉ xin tràng pháo tay thôi. Từ nãy giờ anh Khoan xin hai lần, kính thưa quý vị một lần nữa tràng pháo tay cho hai MC của gia đình Bến Thủ. Kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị thành phần quan khách tham dự. Chúng tôi đặc biệt giới thiệu vị chủ tòa của Đại hội Bến Thủ lần thứ 22 được tổ chức tại thành phố Houston, cựu thượng nghị sĩ Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa Phan Nguyệt Minh, phu nhân của bác sĩ Nguyễn Công Thơ. Chúng tôi xin bổ túc là đại trưởng lão của gia đình Bến Thủ. Nhân với đại trưởng lão và chúng tôi cũng xin được hân hạnh giới thiệu cựu đại biểu chính phủ miền Đông, thiếu tướng Văn Thành Cao. Đề đốc và bà Hồ Văn Kỳ Thoại. Cựu tổng trưởng giáo dục Việt Nam Cộng Hòa, giáo sư và bà Nguyễn Văn Trường. Cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa, bác sĩ và bà Mã Soái đến từ Florida. Đặc biệt chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp phu nhân của những bến phụ quá bạn đã đến tham dự với chúng tôi hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu phu nhân của đại trưởng lão bến phụ Trung tướng Ngô Quang Trường đến từ Virginia. Và cũng cần nói thêm với quý vị, ngày hôm qua gia đình Bến Thủ đã chính thức gia nhập bà Trung tướng là đại trưởng lão của Bến Thủ. Xin quý vị Bến Thủ vỗ tay. Phu nhân Bến Thủ đại úy Nguyễn Khắc Hòa, phu nhân Bến Thủ trung úy Hoàng Văn Đi, phu nhân Bến Thủ thương gia Vận Nuôi. Cảm ơn quý vị. Và kính thưa quý vị, tiếp theo tôi xin giới thiệu thành phần gia đình Bến Thủ từ các phương xa đến về tại Houston. Các Bến Thủ đến từ Delaware, các phu nhân, các Bến Thủ đến từ Florida, Georgia, New Orleans, Louisiana, Dallas, Fort Worth, Denver và Philadelphia. Và đặc biệt là các Bến Thủ tại năng nổ một người một tay tài và lực để tổ chức thành công đại hội 52. Về phía truyền thông báo chí, chúng tôi nhìn thấy có tạp chí Thế Giới Mới, tài và lực chị Hoa à, Thế Giới Mới. Thưa quý vị, trong phần giới thiệu nếu chúng tôi có gì sơ sót, xin thành thật xin lỗi và chúng tôi sẽ bổ túc sau. Đại diện cho gia đình Bến Thủ Houston, xin kính chào quan khách, tân hữu và toàn thể anh chị em Bến Thủ. Và theo thông lệ hàng năm, Bến Thủ chúng tôi có một ngày hội cổ. Đặc biệt, ngày hội cổ năm thứ 22 do chính Trung ương Tổng đoàn tổ chức và điều hành. Và tôi xin nhường tất cả những lời tâm niệm của gia đình Bến Thủ cho đại trưởng lão tầm này lưu qua nghĩa đi ký chào anh em nhé. Kính thưa chị hai chủ tọa, kính thưa quý vị quan khách, quý niệm trưởng, các thân hữu gia đình Bến Thủ,
và anh chị em mến cũ từ các nơi bên xa về đây. Đại gia đình bến cũ năm nay đánh dấu 22 năm thành lập và cũng đánh dấu hơn 38 năm chúng ta lưu lạc xứ người, nhưng vẫn còn ưu tư đau buồn và quê hương dân tộc đang bị thống trị dã man và biệt bộ của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Nhưng thật mà nói, chúng ta chưa làm được những gì để có thể đóng góp tích cực vào việc giải trừ đường lối phản dân chủ, phản tự do của cộng sản Hà Nội hiện nay. Mặc dù một phần vì chúng ta chưa đủ sức, một phần cộng sản Việt Nam đã tung những đòn phép thâm độc ra hải ngoại để gây chia rẽ lung lạc tập thể người Việt chúng ta tại các nước tự do hiện nay. Với chủ đề đại hội năm nay, bến cũ gọi nhau về, vì thời gian gần đây tại quê nhà đã rộ lên những làn sóng chống nhà cầm quyền cộng sản rất quyết liệt, đòi tự do, đòi quyền làm người và đặc biệt chống ngoại xâm. Với hàng hàng lớp lớp những thanh niên trẻ, nhà văn, nhà báo, sinh viên, học sinh và nhiều nữa cổ võ tinh thần yêu nước, yêu tự do dân chủ và cùng khí chống xâm lăng. Và với cái trà lưu dân chủ toàn cầu hiện nay, cùng với sự nhân chống trên mạng đã phơi bày đường lối độc tài đảng trị của các nhà cầm quyền không còn có thể che giấu nguy hiểm nữa. Niềm hy vọng trên, nhưng thành thật mà nói, mặc dù với tuổi đời chồng chất, sự nghiệp gian dở, nhưng tinh thần chúng ta vẫn chưa sa sút. Hình ảnh cây đa, bến cũ, con đò năm xưa vẫn còn đó, vẫn còn khắc ghi trong lòng chúng ta như mãi mãi như một sợi dây thắt buộc vô hình. Vì vậy, gọi nhau về qua đại hội bến cũ lần này là để nung đúc tinh thần hợp đoàn, tạo sức mạnh trước giai đoạn lịch sử đất nước đang chuyển mình, và cũng để sẵn sàng khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi cho con cháu chúng ta tích cực tham gia yểm trợ vào vận hội mới của một nước Việt Nam đang phục sinh trong ánh sáng tự do và dân chủ. Xin cảm ơn. Tôi sẽ trình bày về sự hình thành của gia đình bến cũ. Trân trọng kính mời anh Nguyễn Văn Nghĩa. Quý vị vỗ tay cho với. Kính thưa quý quan khách và quý thân hữu, quý vị hiện diện đông đủ hôm nay để khích lệ tinh thần của anh em bến cũ chúng tôi, chắc chắn là quý vị cũng có câu hỏi tại sao lại có cái tên bến cũ và những bến cũ là những ai. Như vậy tôi xin thưa, gia đình bến cũ chúng tôi được thành hình từ những ngày đầu tiên của thập niên 1990 tại tư thất của niên trưởng Phan Hòa Hiệp ở Orlando, Florida. Phát xuất từ một buổi gặp mặt đầu tiên của một số anh em sau quá nhiều năm xa cách, tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp mặt nhau nữa sau biến cố 1975. Trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn, xúc động nghẹn ngào cho thân phận của những kẻ tha hương thất thời lỡ vận, anh em chúng tôi đều mong muốn rằng từ nay sẽ mãi mãi siết chặt tay nhau trong tinh thần thân ái, thương yêu đùm bọc, trên thuận dưới hòa, đồng tâm nhất trí,
kiên trì và quyết tâm góp phần tạo dựng một vận hội mới tốt đẹp và sáng sủa hơn cho quê hương. Trong một khoảnh khắc yên lặng, mọi người lắng đọng tâm tư trong niềm cảm thông sâu xa và xúc động chân thật, bỗng một giọng ca trầm buồn cất lên: Vế nấy ngày xưa người đi vẫn thương biệt ly. Thật vậy, chúng tôi chưa bao giờ được hát một bản đồng ca ngây ngất và tuyệt vời đến thế. Con là hiếu sinh đã ba lần đại hội trong những năm 1995, 2004 và 2007 với sự ủng hộ và tham gia của rất nhiều quý chí hữu, quý thân hữu mà hôm nay vẫn còn ưu ái hiện diện tham dự của chúng tôi. 22 năm trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của nhân thế và dòng thời gian cứ lặng lẽ vô tình trôi qua, cuốn theo rất nhiều các chiến hữu của chúng tôi, những chiến hữu đã từng ấp ủ những hoài bão lớn lao mà chí nguyện chưa thành, đã để lại trong tâm cảm chúng tôi một niềm thương tiếc vô vàn. Nhưng dù cho đời là thế, gia đình Bến Cũ vẫn bền chí bước đi trên con đường trước mặt để một ngày không xa về đến bến xưa trong niềm hân hoan của một vận hội mới trên quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Gia đình Bến Cũ chúng tôi đã có 26 vị đã qua quá bạc, một điều rất đau lòng với chúng tôi. Và sau đây là một cái lễ tưởng nhớ các Bến Cũ qua bạc. Chúng tôi kính mời anh chị em Bến Cũ đứng lên để tưởng nhớ các đại trưởng lão và Bến Cũ đã qua đời. Thank you.
California được vinh dự tổ chức đại hội lần thứ 23. Kính mời phân đại chủ Houston, phân đại chủ California lên nhận bàn giao và sự chứng kiến của tổng đại chủ. Mời đại trưởng lão Liêu Quang Nghĩa, quý vị bàn giao cờ trước cái bàn mà rót rượu, mời anh Quế và anh Cử và anh Ba Nghĩa. Trong lúc trao như vậy thì quý vị biết vỗ tay đi chứ, là biết vỗ tay quá trời. Dạ, cảm ơn anh Ba và cảm ơn hai phân đại chủ. Thì cũng như là hai phân đà sẽ đảm nhiệm các chủ tổ chức đại hội Bến Cũ lần thứ 23 và năm tới. Là cái công việc trong buổi tiệc ngày hôm nay, chúng tôi nhận thấy sự cố gắng của hai người mà đi đến đâu cũng nỗ lực của giá và những lý do lý nghề và lý khác. Chúng tôi xin lên cái điều ông bầu Lê Duy cũng có mặt trong ngày hôm nay và chúng chị một thời gian có như sơn có công đạo thiên ca chuyên hạng tại vườn qua và ngày hôm nay có mặt anh được công an của người quân của công nhân ở Thiên Ca. Được ban tổ chức cho phép hát nhạc phẩm này để mang chủ đề của Bến Cũ, và thật sự cái bản này không phải là sở trường của nhạc ảnh. Nhạc ảnh xin cố gắng. Hey.
Và trước khi tuyên bố trong phần nghi lễ là nhiệm vụ chúng tôi và nguyện hoan chấm dứt, thì chúng tôi đại diện cho gia đình Biết Cũ xin cảm ơn chiến hữu Trần Văn Chiết đi công tác xa đã gửi tặng cho gia đình Biết Cũ một thùng rơ. Anh em này và Biết Cũ phải vô tay chắc. Và hôm nay cũng kết thúc quý đại lão Biết Trưởng, trưởng lão và quý Biết Cũ cùng quý phu nhân. Chúng tôi mời hùng và hứa thọ hùng trân trọng kính chào tất cả quý vị có mặt trong đêm hôm nay. Chương trình văn nghệ của chúng tôi sẽ thực hiện trong giây lát, thì quý vị sẽ được thưởng thức một chương trình cây nhà lá vườn mà chúng tôi đã thực hiện trong đêm hôm nay. Sau nhiều ngày tháng chia tay, những cánh chim bến cũ đã tìm về hồi ngộ và kết nối quá khứ hiện tại và tương lai qua sự gặp mặt hàn huyên tâm sự. Mừng mừng tuổi tuổi, Thu Nguyệt xin kính chào quý vị. Và thưa quý vị, Bến Cũ lần thứ 22 được sự thương yêu nồng nhiệt của quý vị đã đến tham dự, chúng tôi rất vô cùng hân hạnh và xin được đón chào quý vị. Chúng tôi xin mời ban nhạc trở lại sân khấu. Và kính thưa quý vị, như Liên Chúa Quỳnh Mến vừa nói phát biểu cho quý vị, đã 38 năm qua chúng ta đã mài kiếm, đã nung nấu tình đấu tranh cho quê hương đất nước được tự do, được dân chủ, được nhân quyền và được tự do tôn giáo, trả lại những quyền bình đẳng cho những người dân được sống không những Việt Nam mà trên toàn thế giới. Và thưa quý vị, chúng tôi là những người được sinh ra và lớn lên trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa, một chế độ nhân bản, một chế độ có tình người, thương yêu Cộng Hòa. Và thưa quý vị, sau đó chúng tôi đã được gia nhập vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa để chiến đấu, để giữ gìn tự do, giữ gìn an bình cho toàn dân ở miền Nam Việt Nam. Và thưa quý vị, để bước vào chương trình văn nghệ đấu tranh, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu quý vị nhạc phẩm Lục Quân Việt Nam. Và xin được mời anh em trong ca đoàn lên bước lên sân khấu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý vị xin mời. Đất nước tôi đâu, quê hương tôi đâu, tự do tôi đâu. Và kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta đưa nơi xứ người về, chúng ta hỏi gì? Kính thưa quý vị, Việt Nam tôi đâu sẽ do Vương Phùng Sơn trình bày sau đây. Xin cảm ơn chị. Và lời đầu tiên, Vương Phùng Sơn xin kính chào các cô, các chú, các bác. Cho Vương Phùng Sơn được phép xin xưng hô là bố mẹ. Bởi vì thật sự trong phòng này, Vương Phùng Sơn nhìn xuống thì nhìn thấy tất cả những bậc tiền bối là những người là bố mẹ, bằng ngang tuổi bố mẹ của Vương Phùng Sơn. Good.